And now we have a heartline from Minh Châu in Ye Kang in Ola, also known as Vietnam. Kính gửi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư từ bi kính yêu nhất và đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư tuyệt mỹ nhất. Con xin kể về thể nghiệm nội tại của con về Tổng thống Trump. Truyền hình Vô Thượng Sư đã phát sóng về thể nghiệm nội tại của cô đồng tu Pháp Môn Quán Âm rằng Tổng thống Trump đến thế giới này để tạo hòa bình và giúp Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cứu địa cầu trong giai đoạn cấp bách này. Con xin xác nhận điều đó vì từ thể nghiệm nội tại của con đã có những linh ứng rất tốt với Tổng thống Trump. Mỗi lần con có những sự quan tâm lo lắng cho Tổng thống Trump khi biết về những khó khăn rắc rối liên tiếp xảy đến cho Ngài mà không người bình thường nào có thể chịu đựng nổi, con đều có sự linh ứng trực tiếp với Ngài Trump. Ngài ở cảnh giới rất sáng và cũng đồng thời hiện diện làm việc tại địa cầu. Trong linh ảnh nội tại, Ngài đã đón tiếp con tại một dinh thự đẹp đẽ, sang trọng với nụ cười niềm nở, tràn đầy tình thương của Ngài. Ngài có những phẩm chất cao đẹp của Quán Âm Bồ Tát Vô Sở Bất Tại, một trong các hóa thân. Ngài nghe thấu mọi chúng sinh và đáp lại bằng tình thương và sự khích lệ. Thật sự đây là cơ hội tốt cho những người dân Hoa Kỳ yêu chuộng hòa bình chỉ bằng cách thiết thực là bầu chọn Tổng thống Trump làm Tổng thống. Ngài sẽ đem lại hòa bình và nước Mỹ sẽ được nhiều điều tốt lành. Con tạ ơn Thượng Đế vô vàn vì tình thương của Ngài đối với địa cầu. Cầu xin thiên ý được thi hành, cầu xin hòa bình nở hoa trên thế giới thân yêu này. Tạ ơn Sư Phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư vô vàn vì biết bao nỗ lực hy sinh của Ngài để cứu chúng sinh địa cầu. Kính thư, đệ tử Minh Châu từ Âu Lạc hay Việt Nam. Xin Thượng Đế toàn năng bảo vệ và che chở cho Tổng thống Donald Trump, giữ cho Tổng thống Trump luôn an toàn và mạnh mẽ trong hành trình phía trước. Cầu mong Thượng Đế toàn năng dẫn dắt và ban ơn để Tổng thống Trump thành công trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Tổng thống Trump sẽ là Tổng thống Mỹ và an toàn trong 4 năm tại vị sắp đến. Amen. Gia Khang từ Âu Lạc hay Việt Nam. Bright-minded Minh Châu in Ye Kang, our appreciation for your heartlines. We join you in your wholehearted hope and look forward to a promising future under the resilient leadership of His Excellency Donald Trump. May you and the graceful Orlaxese or Vietnamese people continue to foster unconditional love through the divine teachings of the Buddha. Supreme Master TB Team. P.S. Master responds with these loving words. Good natures Minh Châu and Ye Kang. Thank you for being a devoted Kuan Yin practitioner. Thus, heavens let you be connected with President Trump's inner realm. Your inner visions about President Trump are indeed a reflection of God's message to His children. Mr. Trump is the chosen one, a righteous leader who will remove injustice and restore peace in our world. Let us continue to meditate with the Kuan Yin method to better our planet's atmosphere and thank God at every opportunity. May you and the picturesque land of Orlak or Vietnam be blessed and be a shining example of goodness for our world in divine grace. Embracing you both with lots of love. Turn vegan, heavens beckon. We welcome your heartlines, stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.